một phát trả vào luôn đấy, thì trả vào tuần đấy chả phải vào. Thực ra vào tuần đấy có 4 con chém thôi, cũng không nhiều. Tại vì nó mắc binh 13% thì mình không vào làm giảm được nó nhiều lắm đâu. Cái thế trận này về sau anh một lò một chém, xong chém cùng anh tầm 3, xong rồi xong xong lại ép rồi tăng lò lên. Ở chung kết rồi, rất căng thẳng và đau tim. Chung kết bỏ ăn tắt vẫn là câu nói của tất cả game thủ thôi. Quân sẽ ủng hộ cho bên nào? Kitty giơ tay và lớp bên đội bạn là Pan và Greg. Quân của chúng ta là AC Vitti. Quân của chúng ta tính ra là dễ đánh hơn, nhưng bên đội bạn có Pan có sự đột biến, mọi thứ không thể lường trước được khi mà Pan rơi vào tay game thủ dưỡng còi. Rất may thì cũng không phải là rơi vào tay BB đấy, BB là chỉ người cầm Greg thôi. Vâng, anh thương, chị thương, cô thương, cụ thương. Vâng, thương cho trận đấu chung kết này đi. Quân thì đã là ưng ý rồi, và xin cái bài ưng ý nữa. Đã thương thì thương cho chót. Ván lớp là người cầm Hitty. Quả đầu 7 cây, thêm quả phụ dành cho cái thủ ván lớp. Còn đây là Xuân Thứ. Có voi. Xuân Tứ báo về. Đang có hiêu đầu dành cho Xuân Tứ. Ván lớp như là có tơn vừa gặp hai con sư tử. Thời điểm rất sớm. AC nữa thôi, thêm một đồ nữa thôi là bài mắc binh. Hiêu đầu và như là một voi rồi. Quả đầu thứ là 7 cây. À 6 à. Vậy thì còn phải phụ thuộc vào quả phụ, nếu mà có phải là 6 cây trở lên thì mới là mắc binh. Rồi rồi, mắc. Xong, xong nhà Xuân Tứ rồi. Thế chủ lực hay đánh chém đều được hết khi cả vị trí bãi vàng và rừng cũng ôm một vị trí mặt bên trong. Chúng ta sẽ đảo qua nhà của cái tủ Văn Lớp. Rồi, Văn Lớp đang có 3 vòi. Cả Xuân Tứ và Văn Lớp ở trong trận đấu này đều chết một dân. E có chưa anh mời? Vẫn có cơ hội sống. 50, không được 50. Hơi căng. Toàn gặp sư tử đôi thôi, nhưng không sao. Bài của chúng ta đủ đồ rồi. Cứ đủ đồ là chúng ta có thể an tâm được. Bài nào lên đời sớm hơn thì chúng ta sẽ là người đánh chém. Và khả năng thì Văn Lớp là người chết hai dân thì em sẽ rơi vào thế đánh chủ lực để cho Xuân Thứ là người chết ít dân hơn, bài đẹp hơn thì sẽ người đánh chém. Đá được bầy hiêu kia về không? Bài của Xuân Thứ coi như là mắc binh cả cung và chém. Văn Lớp trên hai dân thì thông báo rằng Greg bắn dân của Văn Lớp á. Thế thì quả đầu của Greg có vấn đề rồi, người ta không chết dân đúng không? Không chết dân thì một quả đầu người ta rất xấu. Cơ hội của chúng ta lại đang mở ra hơn rất nhiều. Ô, mình nhầm quân à?
nhầm coi có cầm ban đúng rồi, lúc đầu đọc thông báo coi cầm ban nhưng tay vẫn biết hit như này. Ờ, xin lỗi toàn bộ quý vị khán giả nha, đang tập trung trong trận đấu nên mình không lướt được comment. Biết tân quân nhầm sửa là hơi muộn. Bây giờ làm sao phải đá khéo được cái bầy hươu này về. Nói chung là cứ cần nhẹ nhàng tầm chính xác 4 con thôi là FD sẽ siêu mắc binh. Một con. Cứ bình tĩnh. BB vụt cho em. Sẵn BB đi, hiêu nó sẽ tự động nhảy về thôi. Chỉ cần 4 con hiêu về là bài em siêu mắc binh rồi. Sau này thì đẩy thêm cho nó khỏe. Má hiêu FD cũng là mắc binh rồi. Nên các con sau thì chúng ta cứ thăm thả. Tập trung đóng nhà điều kiện. Vẫn là đầu 10 thôi. Bài này cực kỳ thuận với khi mà bãi gỗ thì gần luôn cả vị trí bãi vàng một chiếc S nhân đôi ngay từ thời điểm bắt đầu. Kích đời 10 phút 14 với lực 23 dân. Mặc dù là chết dân đầu cũng là tương đối sớm. Vẫn một mình một vạch dành cho cái tủ Xuân Thứ. Cơ cấu dân đi ăn vàng. Nâng cấp cho công nghệ em nhá, công giáp là đầy đủ luôn đi. Bên chúng ta có cung tuyển rồi, cứ trâu luôn lạc đà. Không cần chuyển cung cũng được. Đây rồi. Một bãi hiêu rất sạch dành cho cái thủ BB. BB đi ăn đồ rất xa. BB là người đánh chém, kia BB người cầm click. Báo về rằng giò chạy sang nhà game thủ Xuân Tứ nhá. Bo bế lại đi. Tập trung ăn nốt mấy cái xác hiêu kia rồi chúng ta bo bế lại. Em là lên đời siêu sớm. Để cũng được giò xa thì lạc đà em đã nở rồi. Đây là cũng thoải mái mà đi ăn hiêu thôi. BB đánh giò thủ. Đánh giò thủ đến từ BB. Tôm có tích quân rồi. Nhưng mà Xuân Thứ của chúng ta lên đời là siêu sớm. Rồi một cái BE rất chắc chắn. BB đang ông tơ quay bắt được giò là khá hay. Đi vào bãi gỗ. Bãi gỗ này khả năng người ta sẽ bò bế là rất rộng, rất bất lực. Ôi, gặp dân BB này. Rồi, trời trời yêu rồi. Còn lâu mới bánh xe, cứ vụt thế mời, vụt thoải mái đi. Bây giờ thì vượt giò của chúng còi mới tạt sang. Dân đi đuổi theo. Và Xuân Thứ đang tách thêm hai con lạc đà và chuyển hướng sang nhà của thủ Dương Còi. Đây là những thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Tạm thời điểm này Dương Còi chưa có khả năng bó bế được. Nhà Xuân Thứ thì vẫn đang bất tử. Thế trận là Xuân Thứ có thể cân đôi được cả hai nhà. Chấp luôn cả lạc đà Pan. Xuân Thứ đang đi thẳng ruộng. Đấy lạc đà kìa. Quay luôn đi thẳng mặt nhà L luôn cũng được em ơi. Gặp quân thì vụt quân. Gặp thẳng mặt quân cho anh. Một trận đấu mà em ra hai nhà L đều như thế này, em vụt thẳng mặt quân, đấu quân vụt cho anh cũng được. Vòng tôn cắm T để tránh trường hợp đẻ phù. Tránh trường hợp vào đâm đi. Đó là Đà Phan đang đứng thủ ở nhà nhá. Chết, ra lại dí vào. Ván lớp bình ổn là ok rồi. Thế chủ lực cân đôi đến từ ván lớp là tụt lại. Ok. Lớp đẩy quân đi sang giết nhà bài ban em ơi. Ban đẩy quân đi rồi. Đẩy đẩy luôn đi lớp ơi. Thứ sẽ phải bo bế sửa chuộc làm tất cả những gì có thể. Ván lớp đẩy nhẹ tân quân nên là bài ban chết chắc rồi đấy.
đi vào trong trận đấu này là người cầm ghế thôi, nên chúng ta cũng không lo lắng về mặt chiến thuật. Họ thích trâu chém với đâm đi gì tùy. Và có phù công công phù sang nhà thứ này. Hoặc là đá ban họ đi mất đi cái tính uy lực rồi. Khi mà họ đang đấu quá nhiều lạc đà với Xuân Tứ, nhưng bây giờ thì bi là những cái tên công phu. Hoàng Ly sai chung kết. Chung kết chúng ta là người giành chiến thắng trong xe đấu thứ tư. Đó, hứa với quý vị khán giả rồi. Đó, cố gắng tập trung cho các game thủ thắng. Đó, chúng ta thua thắng 2-0 trong xe đấu thứ tư. Và tí nữa thì bị đội bạn lội dòng, thật may mắn vẫn đang ngả nghiêng về phía chúng ta hơn. Đó, và lớp trong trận đấu này chết 2 dân, Xuân Thứ chết 1 dân. Nhưng mà soi tham ra thì tín hiệu vui. Tham dân vẫn cân thôi. Đó anh em. Và anh em có thể là cho cái fanpage của game thủ Valo cái video ấy lên 2k5 không, khi mà chúng ta đã giành chiến thắng 3-1 rồi. Vâng, hứa với Van Lớp rồi, thì bây giờ nhiệm vụ còn lại là kêu gọi anh em. Vâng, 1k5 quý vị khán giả thôi, mỗi người thì thôi thì ủng hộ cho một tí thôi, mừng tuổi lì xì cho game thủ Van Lớp, đẩy lên 1-2k5 lượt xe đi. Đó anh em tranh thủ mừng tuổi cho Van Lớp. Mình giữ vững lời hứa, hứa với Van Lớp rồi, em cứ thắng đi sẽ kêu gọi quý vị khán giả tặng cho em lì xì lượt xe cho em. Bây giờ thì chúng ta đã thắng 3-1 rồi. Tất cả mọi sự tập trung và cố gắng. Bây giờ thì mới dám kêu gọi anh em. Rất mong anh em sẽ ủng hộ, mỗi người kích nhẹ và nút chia sẻ và tặng cho Van Lớp vài lượt xe thôi là chúng ta sẽ đẩy lên 2k5 lượt xe ngay. Kêu gọi lượt xe thực ra thì đấy cũng là mang tính chất là mừng tuổi lì xì cho Van Lớp thôi, nhưng mà thực ra nó ý nghĩa cao cả hơn, đấy là ý nghĩa về cộng đồng. Chúng ta muốn đưa cái hình ảnh về đế chế để cho cộng đồng nhiều người biết tới hơn. Khi mà thắng xe đấu thứ 3, mình chỉ cần yêu cầu 1k5 thôi quý vị, 1k6 mình yêu cầu dừng lại ngay để cho các game thủ thi đấu. Thắng thì chúng ta sẽ chia sẻ tiếp và lì xì tiếp cho game thủ Van Lớp. Thì bây giờ thì lời hứa thì coi như là thắng 3-1 rồi. Anh em mỗi người có thể là chia sẻ và kích nhẹ và nút chia sẻ và chia sẻ cho game thủ Van Lớp. Mỗi người dăm 3 nhóm thôi mới được 1k8. Anh em tiếp tục chia sẻ đi ạ. Và mình muốn rằng cái lời hứa mình đầu năm với game thủ Van Lớp 2k5. Nghỉ thì mình sẽ cố gắng kêu gọi anh em ở lại với mình. Kích nhẹ và nút chia sẻ đi. Giúp mình lời hứa đầu năm, mình không thể thất hứa với Van Lớp được. Chiến thắng thì chúng ta đã sở hữu trong ngày hôm nay với tỷ số là 3-1 rồi. 1k2 quý vị khán giả, mỗi người có thể ủng hộ lì xì cho Van Lớp 2-3 lượt chia sẻ, mỗi người một tí thôi là chúng ta sẽ có ngày những cái tờn chia sẻ đủ chất lượng 2k5. Không có cái xe đầu thứ 5, hiện tại đang dừng rồi, nhưng mà rất mong quý vị khán giả ở lại giúp mình một tí. Mình không thể thất hứa với Van Lớp riêng ngày hôm nay được. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm 2019. Đó, xin chúc tất cả quý vị khán giả cũng như là gia đình của quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, mọi sự may mắn. Và anh em tương tác bằng đẩy nhẹ cho mình cái chia sẻ lên 2k5. Chỉ xin 2k5 thôi, không cần nhiều, vì mình giữ vững lời hứa với cái thủ Van Lớp. Anh em ở lại với mình đi. Hôm nay thì trong xe đấu thứ tư, mình tương tác comment là hơi ít, bởi vì mình tập trung vào trong trận đấu. 2k1 lượt chia sẻ rồi, anh em cho thêm 400 lượt chia sẻ mừng tuổi cho Van Lớp đi. Không, hôm nay riêng hôm nay đã hứa rồi. Vâng, Van Lớp thì đang bảo là thôi được rồi, nhưng không, đã hứa với Van Lớp rồi thì sẽ kêu gọi anh em mọi người ủng hộ một tí. 2k2 lượt chia sẻ rồi. Và ngày mai thì có kèo hot rồi anh em nhé. Vâng, xin cảm ơn Mai Huyền. Mai sẽ có một kèo tương đối hot 44. Vâng, xin cảm ơn Hải Cốt là người ở lại. Mình sẽ liên tục F5. Mình cũng muốn tặng là một người góp công cùng với quý vị khán giả, tặng cho video này của Van Lớp đầu năm một video chất lượng cho em.
bù đắp lại cái video hôm qua game thủ ban lớp của chúng ta là đánh không được mắc binh và để thua và hôm qua thì hơi ít lượt chia sẻ. 2k3 lượt chia sẻ rồi, xin cảm ơn. Và tiếp tục rồi, 150 lượt chia sẻ nữa thôi. Anh em nhảy lên con số 2k5 anh em có thể dừng lại. Thế là mình đã xong lời hứa với game thủ ban lớp và mình xong lời hứa với quý vị khán giả là giành chiến thắng rồi. Đấy, chưa hôm nào mình tự tin như hôm nay. Đôi lúc là người ta gọi là đỏ ăn tất. Vâng, 2k4 lượt chia sẻ rồi. Vâng, đã nghỉ rồi, chính xác là đã nghỉ rồi anh em ơi. Cho mình xin thêm 100 lượt chia sẻ. Coi như là mình góp công vào phần lì xì cùng với quý vị khán giả dành tặng cho văn lớp. Đó, kèo đấu này lần trước là chúng ta thua hơi sâu, hôm nay là chúng ta là người giành thắng lợi với tỷ số là 3-1. Chiến thắng là nằm trong tầm tay rồi. Vâng, còn thiếu 50 lượt chia sẻ nữa thôi anh em ơi. 50 lượt nữa thôi. Vâng, văn lớp thì đang bảo là để mọi người đi ngủ đi, nhưng em không hiểu cái lời hứa của em với anh với đầu năm đâu. Đã hứa với em rồi, anh sẽ nhờ quý vị khán giả sẽ lì xì cho em đầu năm được một video chất lượng cho em. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, 2k5 lượt chia sẻ rồi. Lời cuối cùng là xin cảm ơn và xin chúc quý vị khán giả cũng như là gia đình của quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự may mắn, một năm mới nhiều niềm vui và thành công cho cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả nhiều. Và đặc biệt hôm nay là quý vị khán giả rất nhiệt tình. Không biết nói gì hơn. Đó, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Và chúc anh em một năm mới vui vẻ. Đó, xin chào. Anh ở Bách Khoa xin chào người thì ngoài những cái nghề kêu gọi chia sẻ bình luận cũng hay là Bách Khoa. Khoa xa đây không nhỉ? Cũng tương đối xa lắm. À, anh ở Linh Đàm.